Hello. Chào mọi người. Tùng đâu có sợ ai rồi mà đấy. Không. Và người ta, người Việt Nam thì có truyền thống là ăn chắc mặc bền. Cho nên làm gì làm phải xây căn nhà là kiên cố. Thì xây xong mình ở trong để lại đời con nữa. Có nhiều nhà ở 4-5 đời. Đời con, đời cháu. Xây cái kiên cố. Nói như ông bà có thể mất đi, nhưng mà nói tao xây cái nhà, mai mốt con cháu nó còn ở được. Nó có phải làm lại ý của ông bà ta là thường thường đấy. Mà chắc cái chú cho năm 71 tuổi chú cũng đâu chú cũng nghĩ như thế đúng không? Làm gì cũng phải nghĩ lại cho tương lai hả? Làm gì cũng phải để lại cho con cái, con cháu nó có được cái sinh hoạt gì mà mình nói là cái dân tộc tính á. Là dân tộc, cái người Việt Nam mình thường hay lo xa như vậy. Làm gì làm cũng phải con cái để thừa hưởng như là mình tạo ra sự nghiệp là để cho con, nó hẳn là đơn giản vậy đó. Người còn Mỹ. Thằng Mỹ thì không, thằng Mỹ thì không, Mỹ cái là mày làm thì mày ăn, bởi vì 18 tuổi nó bắt mày ra đời, nếu mày không đi thằng cha, con ba má nó cũng vậy, bởi vì nó quy định là 18 tuổi là anh nó không còn trách nhiệm về tất cả mọi cái hình, kể cả hình sự pháp lý cái gì mày làm mày chịu, tao không có dưới lý rồi, và thậm chí cái chuyện đó nó hình thành bởi vì một cái nền giáo dục của thằng Mỹ là lý do chỗ này. Từ lúc tiểu học đến lớp high school đến medium rồi tới high school các cái thì nó mới gieo vào đầu đứa và con nít mà đi học á là tới đủ 18 tuổi các con phải thoát ly gia đình và phải có sự tự lập, và nó dạy riết rồi thành ra đứa nào không đứa nào thấy là nó chờ mình thì không mong đuổi con mình ra khỏi nhà, nhưng mà đứa con mình nó lại chờ đủ 18 mũi để nó thoát ly gia đình, bởi vì khi đó mình không có quyền trách nhiệm nó nữa, mình không có quyền ngăn cản nữa, nó được tự do các cái, nó là như vậy. Thì nó khác xa cái văn hóa của nó, rất khác xa văn hóa của mình, kể cả cái nền học vấn của nó cũng vậy nữa. Nó đào tạo cho một đứa trẻ biết tự lập sớm, nhưng mà đa số ra xã hội thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, là bởi vì nó sẽ xa đà vào những cái chỗ không được sự kèm kẹp của cha mẹ, nó sẽ đi ra rồi mà xì ke ma túy và nó ảnh hưởng suốt đời luôn. Nó chỉ cần bị bắt hoặc có cái gì đó tích cực xấu hoặc ở tù đại khái vậy, nó buôn bán, nó không có tiền, nó đi như buôn bán ma túy hoặc là làm đủ trò, thì khi bị dính vào dòng lao lý thì cuộc đời nó coi như là héo rồi. Đại khái vậy. Rồi cho con hỏi cái ý này cái, hỏi ý chú nói là 18 tuổi là nó ra khỏi nhà rồi, hoặc là bị đuổi ra khỏi nhà hoặc là tự động ra khỏi nhà đúng không? Đúng rồi. Con diễn tả theo cái nghĩa đó cho nó rõ. Thế thì con hỏi một câu là 18 tuổi thì bước vào đi học đại học. Rồi nếu ra khỏi nhà thì ai nuôi tụi nó học đại học? Ủa, nó mượn được tiền chính phủ mà. Người ta cho nó mượn tiền để đi học mà. Mượn đi sau này chặt luôn phải trả, có nghĩa là sau khi mày ra trường hoặc là mày không ra trường thì mày cũng phải trả. Và cái nợ đó nó đeo mày suốt đời luôn. Hôm trước tao đã kể cho mày một câu chuyện rồi, ông anh ta năm nay 60 mấy tuổi rồi. Mà ổng tự nghệ qua Mỹ mà ổng đi học, mà tới bây giờ mà ổng còn trả nợ tiền đi học hồi xưa rồi đó. Trả suốt cuộc đời hả? Trả suốt cuộc đời, trả suốt cuộc đời luôn, trả mình chết thôi. Tức là mình bước ra khỏi nhà, 18 tuổi bước ra khỏi nhà. Cái việc đầu tiên nếu đi học đại học là anh phải mang nợ. Cái nợ đầu tiên là nợ đi học trước. Nợ đó thì chẳng hạn như nếu ra nó đi thuê nhà thì tiền thuê nhà thì nó cũng có hai cái mặt. Anh mượn đó mà anh đi học thực sự là anh ham học, anh muốn học thì cái chuyện quá tốt, không có ai tốt, nói được. Nhưng mà anh mượn cái tiền đó để anh phung phí, anh xài, bởi đứa tiền cho anh thì ấy mà anh có thể anh đi chơi bời, anh bỏ học, anh làm đủ rồi nên vậy là chuyện này cuộc đời anh đã đen tối thế thôi, và cái con nợ nó đi anh suốt đời luôn. Như con hỏi chú là một người học sinh 18 tuổi vào đại học ở Mỹ thì tổng chi phí một tháng là vừa học phí vừa tiền nhà vừa tiền ăn thì nó khoảng bao nhiêu thì nó đủ? Đa số thì tao biết thì thường thường hiếm có đứa nào mà nó ở ngoài thì đa số sẽ có tiền, nó có tiền chút là ví dụ như đi làm, nó vừa trong lúc mà vừa đi làm vừa đi học thì nó có thể là xe phòng hay là nó mướn nguyên qua căn nhà, nhưng mà không phải mình nó ở mà nó kêu bạn bè đẩy tấm nước ùn vào để nó mướn căn hộ giống như căn hộ căn nhà của tao trong nước vậy. Ở chung á, bày đàn ở chung bày đàn đó đấy vậy. Còn những đứa kia mà nó không có tiền thì nó ở trong cái ký túc xá đại học, thấy không? Nó gọi là dorm á, ở trong đó như là như vậy. Nhưng mà chi phí của một cái đứa mà xuất thân mà đi ra ngoài tệ lắm, phải mỗi tháng như vậy bị chi nó phải trên $2,000 cao tiền cả
tiền trả tiền nhà, tiền xe, phòng, tiền ăn, tiền uống, tiền phone, tiền điện thoại, tiền đi thì nó cũng có y chang như bill giống như mình vậy đó. Thằng thuế trả đó vậy đấy. Mà hai hơn hai ngàn nó có học phí chưa? Chưa có học phí à? Học phí là nó mượn rồi lắm. Bây giờ ra ở theo phòng thì phải, cha mẹ không mua là đi mua phải lo tư ăn tự ao tự ăn thế hết rồi bởi vì lo tư ăn thế hết chứ nó không có đủ tiền cho mình nó giờ đa số những cái đứa đó đi làm phụ việc mà trong những cái quán ăn ví dụ là McDonald's nè rồi hamburger KFC các cái là những cái chùm bơ tụi nó đi làm của nó để nó kiếm thêm thu nhập rồi con hiểu ý chú rồi như vậy là cái văn hóa là tự do văn hóa là tự lập đúng cái rồi. Đó là nếu mà tự do tự lập là tốt nhưng mà với một cậu học sinh mà 18 tuổi ra đời để mà tự lập thì theo con nghĩ là mà để vay một khoản nợ một tháng khoảng 2.000 mấy đô vừa tiền học vừa tiền ăn vừa tiền sinh hoạt mà trải qua 4 năm như thế 4 năm đại học như thế đó là đứa chăm học là học thành người nhá thế thì cứ trung bình một tháng cho vay 2.500 đi cả học phí đi gọi là đứa thực nghiệp đi thế 11 năm là vài chục nghìn á vài trăm nghìn hai ba trăm nghìn vậy là một đứa mà bốn năm học đại học mà học cái thành người đi là phải thiếu nợ là 200-300 ngàn thiếu nợ ít nhất là 200-300 ngàn đô ít nhất là 100 nghìn ít nhất là 200 ngàn mà không bao giờ có 100 ngàn được 200 ngàn đô trả lời tức là học xong 4 năm đại học là phải nợ tới 100-200 nghìn đô nếu mà gia đình khá giả thì có thể là ta phụ việc cho ba mẹ thương con thì trả giúp cho con những cái chi phí được con thì nó bớt kiểm hiếm lắm bởi vì cái quan niệm của người Mỹ là khi đủ 18 tuổi anh phải tự lực cánh sinh thế thôi như vậy thì theo con quan điểm của con á là con cũng đi học đại học con học thạc sĩ nhưng mà khi con mà chưa đi làm học đại học á con cảm thấy học nhẹ nhàng lắm học cái gì nó vô cái đó mà cứ tập trung vào học á phải vừa chơi với bạn bè rồi các cái giả ngoài chơi giả ngoài đó về càng học nó càng vô mà học dễ dàng sau này con có gia đình có vợ có công ty con lo nhiều việc á mà con đi học thạc sĩ á cảm thấy nó cực vô cùng luôn mà con nói thật cho học trước bên sau về phải học đi học lại nhiều lần thì một cái đề tài đó mới giải quyết được đua cho nên nếu vừa học vừa áp lực tài chính như thế vừa đi làm nữa thì theo con nghĩ tất nhiên đi làm thì nó là một cái trải nghiệm nhưng mà để mà học cho tiếp thu kiến thức một cách vững chãi á mà phải lo cơm áo gạo tiền như thế con nghĩ nó khó mà thành công bởi vì ta mới nói về rồi là 98% chứ ta không có nói là hết 100% 98% hầu như tất cả những đứa sinh viên Việt Nam Mỹ á hầu như nó không đạt được mẹ gì cả rất tự hào để một ngàn sinh viên đại học hoặc lọt vô những cái top đầu hay là Harvard là các cái á thì cao lắm vài ba đứa nó hẳn là như vậy và cái khôn ngoan của thằng Mỹ là nó chộp cái này trước nó chộp mấy đó học trong lúc thời đó nó đang trong lúc đại học chưa ra trường thì mấy công ty bự công ty lớn nó đã có danh sách mấy đó đã xét xử rồi mất rồi và một cái khóa như vậy ví dụ như là bao nhiêu ngàn học sinh ra trường lớp đó cao lắm thì lấy được vài đứa còn bao nhiêu thì sẽ dùng hết ra việc tụi đó cái ở nước Mỹ buồn cười lắm hốt ông công chạy xe đổ rác tất cả là đều là kỹ sư hết trơn không là thiệt đúng là kỹ sư thiệt nhưng mà không có việc làm họ không thu nhận tức nghĩa là gì cái công ty mày có một công ty lớn đi đài được mày trình bày công ty thì mày muốn thu một thằng giỏi hàng thằng dở thằng cà dớn đương nhiên mày phải chọn cái thằng giỏi với thằng công việc nha hãy đều ở bên kia có những lại công ty chẳng hạn là Microsoft Google để các cái thì nó cần những thằng thực sự là lão luyện thực sự là giỏi thực sự có tài năng đúng chưa thì nó mới bóc mấy người đó ra xong ngoài ra nó dục hết rồi đó thành ra vì chỗ đó ra mình mới nói là cái vụ để ăn học của Mỹ coi vậy chứ không phải vậy tại vì nó giống cha y chang như là cái phone thôi nó bán cái danh cái thực tế cái phone nó không giá trị bao nhiêu cả bán thương hiệu á bán thương hiệu thực chất á cái thằng Harvard hoặc là những cái đại học mà danh tiếng của Mỹ mang tiếng lại nó quảng bá thôi thực chất mà rõ thấy rằng nó cũng bán điểm nè nó cũng có luồn tiền nó cũng lấy gì bằng giả nè các cái luôn chính trường nó bán nha bán rõ ràng báo chí nó cũng ra rồi nó không khác gì gì cần làm cả nhưng mà nó chỉ bán cái danh Harvard là nó có xưng tụng nhất thế giới các cái rồi xong nhưng mà lọt vào nó được mấy người rồi nó lấy ra trong trường được mấy người không có được bao nhiêu cả
chỉ có lợi dụng hai hở, tao tốt đại học Harvard nè, tao ra nè, cái thực chất là chữ Harvard, nó chỉ bán cái từ danh, cái danh của Harvard, thực chất là học dốt như bò. Nói chung học xong trường đại học lớn đi, mà ra lập kế hoạch không tốt, rồi xây dựng kế hoạch không tốt, thực hiện không tốt và giám sát không được thì cũng te thua thôi. Te thua gì thôi. Ăn thua là tự thân, tự thân. Anh giỏi là anh giỏi từ lúc anh lên trung cấp đại học là bắt đầu anh đã giỏi rồi. Thế là anh được thi một bình Việt Nam rồi là thi lúc 12 là cái lên học là đã giỏi. Bắt đầu từ đó anh giỏi luôn. Và có những đứa rất là hàm học, mình phải công nhận như đấy, mình không phủ nhận hết. Nhưng mà có điều này, cái chuyện đó là số ít thôi. Và ta nhắc lại một lần nữa, riêng của trường đại học như vậy khi tốt nghiệp không ai xài được đâu, nó lấy chỉ một hai người thôi. Và những người đó là cái nhân gọi là cái nhân tố mà phát triển của một công ty hay cái gì đó, nó bóc mấy người giỏi sạch tắt luôn rồi. Có thể cái đề tài mà nói về sinh viên đại học tự lập 18 tuổi đã tự lập, con thấy chú nói chuyện say sưa quá. Thì bởi vì con ta ba đứa mà tao không biết được, say sưa quá. Nhắc lại lần nữa là ba đứa đều tốt nghiệp đại học cả. Đứa nào qua nhỏ ghê lớn là y tá, còn cái sau là coi như thạc sĩ gì ra, à, loại nó gọi là cái gì tao quên, mà cái tên nó khó chịu. Ở Việt Nam cũng có là cái làm cái đó là thường thường đi làm một vấn đề tư tưởng xã hội tình nguyện viên, nó gọi là có cái gì có tên rất là dài hỏi vậy. Cho nên là con nghe bạn con ở bên đó nói là ở Mỹ là hầu như 40 tuổi đồ chưa lập gia đình, hầu như là con trai con gái cũng thế, hầu như lập gia đình trẻ, đại đa số là rất là trẻ. Nó có một cái hệ lụy theo con, trong đầu con tự nhiên không hình dung một cái như thế này, tại sao lại thế hệ trẻ ở Mỹ lập gia đình trẻ, rồi lập xong rồi sinh con đẻ gái họ cũng biếng nữa, gọi là làm biếng sinh đẻ đấy. Nó có cái này là bởi vì cái nước Mỹ á, cái thứ nhất á, nó đề cao người phụ nữ quá mức, thường thường có gọi là lady first á, người phụ nữ là số một. Thứ hai nữa là con nít là nhỏ đến nhỏ, trách nhiệm rất là nặng nề đối với người Mỹ. Trừ trường hợp những người nào mà có tiền có của hoặc là những gia đình nào mà khá giả thì họ sinh con đẻ cái, còn thường thường những người bực chuông bực bình thường á thì họ là ngại sinh, bởi vì họ khắt khe là đứa con không nên đến nơi nó đốt, và cái luật của nó rất là khắc nghiệt. Đứa trẻ mà bị này bị hàng xóm tố cáo, bị này kia là bị ngược đãi, kia là vô tù và nó tách ra cha lẫn mẹ thôi, nó không cho nuôi luôn. Là thấy gì đó, nó có nhiều cái hệ lụy lắm. Và cái sự mà coi như ràng buộc đối với những đứa trẻ đối với một lần cha mẹ rất là lớn, là bởi vì mình nó thậm chí đi xe mày gắn mà cho con mày ngồi xe hơi cũng phải đúng quy cách, không phải ngồi trên ghế, mà nói chung nó làm đúng tòa trên trời, thành ra rất là nặng nề. Bởi vì người Mỹ thường thường họ không chịu vấn đề coi như trách nhiệm. Nói một cách khác là người Mỹ sợ trách nhiệm, sợ trách nhiệm, hay trách nhiệm là sợ. Bởi vì mày mới hiểu rồi, khi anh không ký giấy cái thông gì thôi, anh ký giấy cái thông là anh bị trói buộc vào nó rồi. Cái gì anh nó cũng trói buộc về điều pháp lý cả. Cho nên vì sau đó rất là mừng, có nhiều gia đình đó có thể ăn ở với nhau mà không kết hôn. Tại sao mình là single mom? Single mom có nghĩa là ta không chồng mà ta có con, mẹ đơn thân đấy, mẹ đơn thân đấy, có nghĩa là không có làm chung. Có nhiều người nhưng nó có cái nhiều cái hệ lụy rất tươi bùng cười. Mày có thể ở với tao đẻ cho mày ba đứa con, nhưng mà mày vẫn là tình nhân thôi. Mày là boyfriend hoặc là mày là boy girlfriend thôi, không thể nào gọi là vợ chồng được đó. Thì mày đi làm về mà mày thấy tao tiếp một thằng khách, thậm chí linh dự như đó, mày không được nói. Bởi vì mày với tao chỉ là bạn thôi, mặc dù mày là cha ba đứa nhỏ, tôi quái quầm cho đó, nó kỳ cục cái, thành ra bị nó buồn cười lắm. Nó có những cái chứ bây giờ, đủ nó có, mình thấy nó rõ ràng, nó ăn ở gì đó đàng hoàng xong, mà nó cũng có cặp kệ gì khác bình thường. Có chuyện với nước Mỹ mà nó quan tâm. Nói chung thì bây giờ mình lại nói thế này, nói nước Mỹ xong đó là Việt Nam. Có nhiều bạn, người bạn con bên kia thì nói là ở bên nước này tự do, con cái 18 tuổi nó tự lập. Thì con lại nói lại, con nói con phải nói rằng là mình nên tự hào cái văn hóa của người Việt. Nhờ cái văn hóa truyền thống mà ông bà thì nuôi cha mẹ lại nuôi con là nuôi cháu, tức là có một cái truyền thống là tương tự lẫn nhau. Đấy là một cái điều tốt thế này này. Một cái đứa trẻ Việt Nam á, con năm nay 18 tuổi rồi, con dạy con mới hiểu được rằng thế này này. Cái gì mà nó làm theo sở thích của nó đều thất bại. Bởi vì nó không kinh nghiệm, nó nhỏ tuổi mà nó gọi là theo cảm hứng, theo bay đà. Nó nói bạn bè nói sao làm vậy. Hôm trước đây nó chạy xe ra ngoài đường á, mà tối này con ra đi ăn tối thì ma dành nói
con đi chạy xe, mấy đứa chạy xe ra ngoài rồi công an nó họ bắt đi đấy. Thì y như rằng tối gian tối ra là công an nó bắt. Thì bắt đi, công an giữ xe lại, giữ mấy đứa lại. Mấy đứa lại thì nó gọi về là ba nói bắt nhà con bị bắt rồi. Thì ba nói các con đang nhỏ chạy xe ra đấy. Thì là con xin các chú đi. Rồi viết biên bản rồi mai ba ra ba đóng tiền phạt cho. Nhưng mà ngược lại thế này, nó đặt ra đi mình dành nó thế. Nói là ba giờ đi nóng chiều, mấy đứa thích đi ra để vui bạn bè vừa ăn vừa uống chứ cà phê đi Long đấy, ô Long Nam Long gì đấy. Nó ngồi chơi đó thì bị công an bắt. Thì thế thì ra công an, công mấy chú công an phải gọi về cho con chứ. Nói con của anh mấy đứa nhỏ ra đi chạy xe mà nó lại không đuổi nó nữa chú. Ở nhà ba dặn vậy ra không đuổi nó, lại không đuổi nó. Rồi mình phải cảm ơn mấy chú. Ở nhà ba không dặn là chạy xe phân phối, cao phân phối với ra là công an bắt. Thì bây giờ chú lập cho cái biên bản này, ba mẹ chạy ra ký cho, vì mấy đứa này chưa đủ 18 tuổi. ba mẹ phải ra bảo lãnh, rồi ra lập biên bản, rồi là đóng mình ra xin xe về đóng tiền phạt về, mà mình đích thân mình phải đóng. Nhưng mà ý nói là ba mẹ dặn nghe sau bên ngay sau lấy cái cớ đó để mình dạy con. Thì các con là không nghe ba mẹ là thấy sai chưa? Đặc biệt là khi nó học lớp 9. Cái tâm lý tuổi trẻ là gì vậy? Con mình cũng vậy thôi, dạ. Chú cũng vậy thôi. Khi đứa trẻ mà nó tới 14, 15 tuổi thì lúc đó nó nghĩ là trời như trời bằng vung, gọi là lúc đó là cái tuổi đó là coi như là hiếu thắng và hiếu động, nó cứ cho mình lạc hậu, coi như là không theo kịp của nó là cái gì. Đúng rồi. Để nó khai như vậy đó, nó khổ như vậy. Làm theo ý của nó. Thì ba mẹ thường thường thì vẫn chiều con, là có những cái ba mẹ chiều thích ý nó thích ăn cái gì. Nên là các con thích ăn món đó thì quyền các con thích, nhưng ba mẹ chỉ khuyên là ăn ngoài hàng quán, mà có những cái quán thì chọn những hàng quán mà đồ ngon á, đừng ăn họ nấu cái đồ mà nguội lạnh thì không có tốt. Thì mình chỉ hướng dẫn thế thôi, đi chơi thì ra ngoài phải bị công an phạt, mà bị công an phạt là mình phải dạy nó. Anh chị các con cũng bị công an bắt à, vì đi ngoài đường các con đâu có đâu đủ tuổi chạy xe đâu, mà ra cho bắt vài lần sau khiếp, bây giờ không dám đi nữa. Còn bắt vài lần ba cũng không xin luôn, con không xin. Nó phải va chạm thì nó mới sợ. Còn ngoài ra mình chỉ nói là nó nói mình lỡ láo, hoặc là ông này ông hù mình, hoặc cố hù mình. Đúng rồi. Còn biên bản về, giao biên bản dự đó. Là các con thấy nè, ba mẹ khổ không? Đi làm cả ngày rất mệt mà các con thế này. Rồi là con kể câu chuyện thế này. Con lúc học lớp 9 á, thì bạn bè có một số đi học du học nước ngoài. Nói ba cho con đi học du học nước ngoài. Thì con chỉ nói đơn giản này, ba mẹ có ba đứa con à, ít con mà. Ba mẹ ba cũng học ở Việt Nam. Ba học đại học ở Việt Nam, ba học thạc sĩ ở Việt Nam. Mà thậm chí là sắp tới ba học tiến sĩ tự văn học Việt Nam à. Thì ba thấy học ở Việt Nam cũng giống chứng minh nước ngoài. Ba cũng học bằng chương trình tiếng Anh. Cũng chương trình các nhà nước cũng mình cũng mua những chương trình mà của các đại học như Illinois hoặc là Harvard, thậm chí là của những trường đại học của Anh, Cambridge với Cambridge đấy, là đưa về giảng dạy ở Việt Nam. Anh thích học theo chương trình mà tiếng Anh thì học, mà nếu không học theo chương trình tiếng Anh thì học tiếng Việt cũng được cấp bằng. Nhưng bằng thì nếu bằng học tiếng Anh thì gọi là bằng quốc tế, gọi là bằng mã cốt á. Thế thì con học xong con ấy học ở nước ngoài hay nước trong, nhưng các con ở gần ba mẹ để ba mẹ chăm sóc. Và khi học trong đại học rồi á, các con cũng lớn rồi á, con muốn du học lên ba cho. Đến ngày hôm nay là nó học 12 chú. Thì bây giờ con mới đặt câu hỏi này, con bây giờ ba cho con đi du học, con đi không? Rồi thôi con, thôi ba, cho con xin bạn con đi học ở bên Mỹ hoặc là bên Úc á, buồn lắm. Cái thứ nhất là nó buồn lắm. Mà... nó là biết nó con mày là được. Mày rất là hạnh phúc khi con mày đã nhận thức được cái đó, có nghe lời. Nhưng mà có những đứa nó không hề nhận thức được nữa. Và nó vẫn nghe lời bạn bè đường mà ra Mỹ là sướng như tiên này, cái là đã khác rồi, nhưng mà đứa vẫn bị nó không nghe lời mình đâu. Nó khổ vậy, nó vẫn có một cái gì đó mà, bởi vì cái ta mới nói hồi nãy đó, cái thằng Mỹ đi chuyên môn buôn bán thương hiệu. Chỉ những người nào nằm trong chăn thì mới biết chăn có rận mà thôi. Hạnh phúc cho mày là cái điều là con mày biết nghe lời. Bởi vì ta đã từng nói rồi, giống như ở Việt Nam mình thôi, một cái đơn giản thôi. Tất cả những kỳ thi học quốc tế, toán lý hóa quốc tế đó, tao thấy chưa bao giờ có một học sinh nào trong thành phố chứ mình bẹo đi đây, không có đêm về rồi đi dàn cái gió. Mà chỉ có làng quê, những cái nơi như Kiên Giang rồi cho mấy làm gì, nói chung là hát bà khó là cái vậy.
Lý do tại sao mày nói vậy? Mấy cái thường thường người ta nói ô dưới quê biết cái gì, trời có hàng mày học đường dưới quê, không phải đâu vậy đâu, mày vậy đâu mày. Thì bởi tao mới nói gì được, hào nhoáng sang chảnh là không làm cho nó không giúp được con người ta là gì cả. Mày phải xuất thân từ, nói một cách khác anh biết đi đứng lên đôi bằng chân quanh, từ cái lúc nghèo khó cho đến lúc anh trưởng thành thì anh mới biết giá trị của cuộc sống như thế nào. Nó đơn giản thì tôi không có nói gì. Bây giờ chú biết không, học 12 rồi thì con nói con biết không, đi sáng chở đi học á con à, con gần 18 tuổi là theo như bên Mỹ là con phải ra ở, ra khỏi nhà để đi tự lập ở đấy. Nó con biết chứ, bạn con ở bên Mỹ là 18 tuổi là phải ra ngoài tự lập. Nó giờ ý con sao? Nó thôi thôi cho con xin. Con ở ba mẹ để ba mẹ nuôi con ăn học đại học chứ. Ba mẹ lo cho con chứ, rồi con ra ngoài sao con lo được. Vậy là quá ư là hạnh phúc. Chơi đó mà bây giờ nó mà thoát đi đi qua Mỹ hoặc đi qua Anh hoặc đi Canada học là mày chết liền, mày chết liền. Kể từ đây khi đó con mới nói chuyện câu chuyện tiếp. Con nói này, con ạ. Đây là văn hóa truyền thống của người Việt Nam, văn hóa mà cái này là người trên thế giới cũng cần phải học, tức là cha mẹ ăn đi rồi cũng phải để lại cho con cháu một chút, làm cái nền tảng để phát triển. Ý thế này mình phân tích, con có thấy không, một cậu thanh niên ở Việt Nam được cha mẹ nuôi học trong đại học rồi ra trường đi làm, cha mẹ nhiều cha mẹ còn mua xe cho nữa, thậm chí nhiều cha mẹ là còn gom tiền rồi là mua cho cái nhà nữa. Các con chỉ có việc là đi yêu một cô gái, nếu con trai thì đi yêu một cô gái, nếu con gái thì yêu một bạn trai 22, 25 tuổi, lấy chồng, lấy vợ, lập gia đình. Tức là đại đa số người dân Việt Nam, đại đa số nhá, người nông thôn bây giờ cha mẹ cũng có chút tiền, 1-200 triệu cho con thì con đi làm thêm, bên nội bên ngoài chẳng hạn, bên chồng có 200, bên vợ 200 là 400, rồi đi làm 3-4 năm kiếm được 500 nữa, họ mua sẵn sàng mua cái căn chung cư khoảng tỷ thì mấy. Tôi hiểu ý không? Tức là họ thanh niên Việt Nam hơn hẳn thanh niên các nước khác trên thế giới. Tức là cái đầu tiên họ đi học, các cha mẹ đại đa số cha mẹ nuôi ăn học, mà nếu gia đình không có điều kiện mà vay thì cũng chẳng bao nhiêu, chẳng hạn học phí một năm thì khoảng 30 triệu đi, thì cha mẹ vay thì cũng khoảng 100 triệu thôi. Rồi là ở Việt Nam thì những gia đình nghèo con vẫn phải cũng ở thành phố họ cũng đi làm thêm, ít nhất thì cũng kiếm được tiền ăn tiền nhà được 3-4 triệu vậy đấy, tiền ăn tiền nhà thì cái nói chung học xong ra cái nợ không còn lớn. Và nợ khoảng 100 triệu nó đi làm khoảng một năm, nó hơn năm nó cũng đã hết rồi. Còn những gia đình có điều kiện một chút, kể cả nông thôn nhá, cũng làm sao mà con đi làm cũng ra là tàu cho cái xe, ít nhất là cái xe máy 50-60 triệu. Rồi là nếu mà lấy vợ cha mẹ tự làm thủ tục mà bỏ tiền ra cưới vợ hoặc là lấy chồng cho con luôn, hầu như con cái lấy vợ gái chồng là ở người Việt Nam, thanh niên Việt Nam không phải lo. Có cái này là xin thưa với các bạn, ở đây tôi không chống cái vấn đề coi như là cho con đi du học, cái điều đó tôi không có chống. Đúng luôn, không chống gì cả, tôi chọn. Ở đây chỉ là mình tất cả mọi người tùy hoàn cảnh gia đình là tự chọn lấy nhau, nhưng mà tôi nói cho các bạn nghe điều này là hầu như theo sự kinh nghiệm của tôi thì những người Việt Nam mà đi du học thành công không có mấy ai, chính và thường thường đem về thất bại nhiều hơn, còn đem về nợ nần cho cha mẹ nhiều hơn. Có nhiều người đi du học, cha mẹ ở Việt Nam phải gửi tiền qua bên kia đó một phí, cái chuyện tôi chứng kiến. Bà con của gia đình bên của gia đình mình đang ở hiện nay là một của bà cô ấy đó, thì có một đứa con trong gia đình đi xuất ngoại, là bà con xa thôi, một năm như vậy hình như bên này gửi qua bên đó chứ khoảng 2-3 tỷ gì đó. 2-3 tỷ đó nha, để cho lo lắng cho con kia đi học. Những năm sau này thì không gửi tiền nữa thì nghe đâu đó, bởi người thì ở Việt Nam còn nó thì ở bên Mỹ mà, thì không gửi tiền qua đi học, nó gọi điện thoại về nó hỏi thăm thì mình hỏi tại sao mẹ không về, nó không có tiền đi mua vé bay về, mày nghĩ sao vậy? Nó có một cách, nó nói một cách cái phủ phàng, nói như mày hiểu rằng đó nó không phải giống như mình tưởng. Và cái sự thành công hiếm hoi ở đây, mình không bài xích vấn đề chưa dọc, anh có quyền tự do, các anh muốn làm thì anh làm thôi, nhưng mà ở đây mình sống bên Mỹ và mình kinh nghiệm được điều này là ở nơi đâu có gia đình nơi đó cũng tốt hơn. Anh có thể anh bứt phá, anh bốc đầu, nhưng cũng nhờ có sự kèm kẹp của cha mẹ. Còn bên kia một người thân bên kia không có, tự túc đi qua du học, anh nghĩ làm cái gì? Anh làm sao anh biết được nó đi chơi đâu? Anh làm sao anh biết được làm gì? Thậm chí đi du học 5-6 năm trời mà bữa nay về thăm gia đình không có tiền gì, mua vé máy bay gì kỳ vậy? Mày thấy vô lý không? Mày nói chuyện nó có thật. Đó là cái ý mình muốn nói cái điều đó.
ở đây tôi không bài xích vấn đề con cái du học, anh có quyền anh đi Pháp, đi Bỉ, kệ anh, không có tiền đâu. Nhưng cái điều thành công, trên xác suất thành công vô cùng ít, nó như vậy đó, hiểu. Và thậm chí nhiều khi qua bữa nó ăn, nó chơi, nó xài hết mẹ tiền, nó có học hành con mẹ gì đâu. Con đêm về đây, cái mảnh bằng dắt dai còn không có. Nói chung là tiếng mẹ đẻ nhiều khi học chứ ra nữa. Tiếng Anh, tiếng U nó không được. Thằng biểu dạy bằng tiếng Anh không. Con đây cũng thế, học tiếng Anh cũng dịch thế cha luôn. Nhưng đâu có giỏi tiếng Anh giống như người bản địa đâu. Ông thầy ông nói nhanh nữa. Rồi là phải ghi âm về dịch, nhiều từ không biết phải dịch thế cha luôn. Học mò mẫm. Với lại nó có cái này là cái nền giáo dục của Việt Nam mình sao tao sĩ biết cái thì trường Anh, trường Tây, trường Canada rồi đầy dãy ở thành phố Hồ Chí Minh thì vậy. Hình như các tỉnh cũng có gọi là trường quốc tế. Thì tất cả những trường đó đều có dạy áp dụng vào những cái chương trình của người. Mà tôi nói cho bạn nghe cái điều này nha. Tất cả những học sinh mà lớp 11, lớp 12 ở Việt Nam mình mà qua bên đó du học thì họ đều chê cái chương trình của Mỹ. Là bởi vì nếu mà trình độ mà nó tương đương á thì những năm cao hơn, bởi vì áp lực hơn và học nhiều hơn. Thí dụ như giờ ở Việt Nam chạy dạy lớp 10 á thì bên kia phải là lớp 12. Có nghĩa là cái trình độ dạy học mà trình độ hiểu biết á của cái người nước ngoài thấp hơn. Bởi vì tuổi này mà học lớp 12 toán đề, toán vật lý các cái kia rồi bỏ xa mấy thằng đi hết trơn rồi. Và thậm chí nó có buồn cười nữa nha. Hồi xưa tôi làm tính tiền lương á, thằng Mỹ chỉ áp dụng vô cái máy tính thôi. Ngoài ra mình lấy giấy tay mà viết mà để mà tính cộng trừ nhân chia Việt Nam nó làm được. Nó lệ thuộc hoàn toàn vào máy tính. Tính nhẩm được? Không tính nhẩm được. Và nó làm tính theo kiểu của mình là nhân chia cộng trừ trên giấy nó làm được. Nó chỉ nhân chia trên cái máy tính thôi. Thật ra khi mà cúp điện á, thôi miệng đi cũng không biết làm gì chứ. Đó là như vậy, thật sự là như vậy. Hồng bụi đai sót thằng Mỹ không biết làm tính. Nếu mà không có máy tính là không làm được. Chương trình nhẹ anh mình. Chương trình nó rất là nhẹ, nó hẳn là như vậy. Nói chung là phải nói là ai có ai giỏi thì họ rất giỏi. Thì nói đó là tao nói giỏi thì quá giỏi. Dở rất dở. Dở thì dở, quá là dở. Nhưng mà thường thường dở nhiều hơn giỏi. Nó là vậy. Tao nói vậy, nếu mà thằng giỏi thì các công ty mẹ, công ty con nó lấy mẹ hết trơn rồi. Nó lấy trong lúc mà mày còn học đại học nó lấy rồi. Chứ không có chờ mày ra trường. Dạ. Thấy không? Có nhiều thằng nào nó rất ngồi chứ gọi học ngày học đêm nó học. Giờ học đêm. Kể cả Mỹ vậy gì cũng có, cùng việc cũng vậy. Dạ. Bên học giỏi cực kỳ luôn. Đó, thì nó học rất là bẩm sinh rồi. Dạ. Bẩm sinh là nó hiếu học rồi. Còn những cái thằng hầu như là không có cái chuyện đó. Mượn tiền được thì bắt đầu đi spa, đi biết, đi chơi tùm lum rồi xì ke ma túy mà khi vướng vào đó rồi cuộc đời mình chấm hết luôn à. Bây giờ con